Hello, hello. Xin chào, xin chào cả nhà. Ba anh em xin chào nha. Đấy. Chúng con này, Thôn Đoan này. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. À, để anh livestream nhá. À, để anh chia sẻ nha. Chào cả nhà nhá. Có Tùng và chia sẻ cái này. Ok, chia sẻ nha. Anh mở thông báo ra là như thế. Đấy, chào cả nhà nhá, mời cả nhà ngắm cây ngắm hoa nhá. Hello, xin chào 1.000 xem nhá. 1.003 người đang xem. Là. Xin chào, chúc mừng buổi tối vui vẻ nhá. Mời cả nhà ngắm cây ngắm hoa nhá. Đấy, bây giờ chúng tôi mấy ngày không ngắm cây mà thấy cây. Bây giờ Tuân Đoan và chúng coi cho anh em xem cây nhá. Cho anh em ngắm cây nhá. Đấy, Tuân Đoan và chúng coi cho anh em ngắm cây nhá. Xin chào cả nhà. Rất tuyệt vời, cảm ơn hai anh em rất chào bác là nhiều Hà Linh. Luôn. À, Hà Linh nhá. Đây cơ đỏ này mới nở 15 ngày rồi đấy. Dạ. Mô mình này em á. Mời cả nhà ngắm hoa cờ đỏ. Từ. Đúng rồi. Đấy. Cờ đỏ này mở nở 15 ngày rồi, nên nó là phai màu rồi. Đây, cho cả nhà ngắm cây, cây của bác đâu cho em xem, cây của em đâu cho em xem. Dạ. Đấy, dạ. Xin chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, nhân niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Đấy, hai anh em cho mọi người xem cây đi. Nay gặp Tuân Đoan và ngài Trung Coi cho nên Tùng rất chi là mệt. Cho anh em ngắm cây đi. Dạ dạ. Xin chào anh Nguyễn, xin chào Cao Minh Hoàng Đức, xin chào Phúc Anh, xin chào bác Trần Toàn, xin chào bác Trung Thọ. Đây hôm nay là tiếp bác Trung Coi. Đây là bác Thanh Tùng, bác Thanh Tùng là chịu không nổi rồi, mời cả nhà ngắm hoa này. Hoa cờ đỏ nở 18 ngày rồi. Tùng ơi, Tùng chở anh về. Đó, xin chào 800 anh em nhé. Tác phẩm Hồng Á Hậu rất là lớn. Bạch tuyết rất là nhiều. Mời anh em ngắm cây ngắm hoa nhá. Xin bạn chào bác Triệu Quốc Tuấn, bác Phạm Văn Tiền. Mình quay cây của anh em nhé, cây của anh em là người đang ngắm nha. Cây của chị Trang Lê. Trang Lê. Long Khánh của chị Trang Lê. Xin chào 14.000 anh em nhé, xin chào 15.000 anh em đang theo dõi livestream nhá. Nay là em mới lại Trung Coi lên thăm bác Tùng, nhưng bác Tùng chịu không lỗi nữa rồi, bác Tùng xin phép rồi. Xin chào bác Sơn Giỏi, cây của Trung Phạm. Long Khánh, Trung Phạm.
U hội nhà giàu. Nhưng mà bác Tùng không lên ai, nhưng mà cây chăm vẫn rất đẹp. Kinh Bắc đầy là thế. Kinh Bắc này khoảng tầm 25 sen. Xin chào bác Villa Lan Rừng. Đấy, chào anh em nhá. Xin chào 13.000 anh em đang theo dõi live stream. Đấy, xin chào mọi người nhá, mời cả nhà xem live stream và nhìn bạn chung quay này. Hôm nay nhìn chung quay ngoài là thật này. Chung quay chào cả nhà cái đi. Hello, chung quay anh. Đấy. Xin chào cả nhà. Chốt như một cái máy luôn. Không, chung quay là không cần phải nói gì. Bắn và chốt như tên lửa. Em vẫn chưa vợ nha, anh em nào có cháu. Chung quay là vẫn còn đang độc thân. Xin chào bác Nguyễn Hoàng Hiệp. Xin chào 9.000 anh em đang theo dõi livestream. Đấy. Nói chung là cây vườn bác Tùng chăm nó vẫn đẹp. Bóc phốt, em sẽ làm một cái livestream mà bóc phốt bác Tùng. Chưa, hai anh em thì chưa say, chỉ có bác Tùng say thôi. Bác Tùng thì chịu không nói, bác Tùng xin phép rồi. Quay cây của anh em nào, anh em đã ngắm nha. Cây của bác Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn. Cây của bác Khiêm Mai. Cây của bác Khiêm Mai. Bảo Duy Khiêm Mai. Đại Khang Khiêm Mai. Bảo Duy. Đấy. Rất nhiều. Xin chào bác Hoàng Hiệp. Xin chào bác Nguyễn Thanh Ngọc. Chào Phương Huynh. Xin chào 10.000 anh em đang theo dõi livestream nhá. Mời cả nhà ngắm cây, ngắm hoa. Xin chào bác khách trọ Trần Gian. Xin chào bác Đỗ Giang. Đấy. Bên kia là chung coi. Chung coi là chốt như một cái máy. Hôm nay là chung coi ở Phú Quốc đến thăm cây. Cả nhà biết cây này là cây gì không? Quả thể cao gần 2 mét. Chậu này là chậu HO nhưng mà không phải, cây này khả năng không phải tên là HO. Yên Thủy cũng không phải luôn, không phải Yên Thủy, không phải HO. Trồng trong chậu Yên Thủy, trồng trong chậu HO mà không phải. Ngọc Sơn Cước hả bác? Xin chào cậu Út Thọ Vũ. Cái này khoảng tầm 1m6. Cậu Hút Họ Vũ đoán là Ngọc Xuyên Cước.
Nhưng mà theo em là cây này là cây Long Khánh. Khả năng là Long Khánh. Xin chào bác Vinh Lê Vinh. Xin chào bác Minh Sơn. Xin chào bác Đỗ Sang. Người đẹp không tên. Rất là phê, rất là đẹp. Bảo Duy một thân đẻ ra 3 mầm gốc. Kinh, về nói về kinh thì vườn Bắc Tùng là quá trời kinh luôn. Bảo Duy. Xin bảo chào bác Tuấn Trương. Những cây này là mới tách mầm. Quá là phê. Xin chào 2200 anh em đang theo dõi livestream nhá. Dạ. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin mọi người cho một cái chia sẻ nhá. Xin mọi người thả tim comment cho một cái chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ comment em quay hoa, quay kinh Bắc cho mọi người xem. Đây là hoa người đẹp không tên, cái này lở lâu lắm rồi. Cái này hoa gần tàn này. Hoa tàn này. Cái nước tàn này. Quán cà phê. Xin chào Hoàng Tiến nha. Hoàng Tiến cho một cái nút chia sẻ đi Hoàng Tiến ơi. Chia sẻ hội nhóm đi. Cây này là cây của bác Nguyễn Thanh Yên. Cây này là cây mình nhớ mình chốt mà bác Nguyễn Thanh Yên là. Cây này bây giờ khoảng tầm 1m2. Nguyễn Thanh Yên này. Cho cái chia sẻ đi Tiến ơi. Quá dài luôn. Mọi người ngắm hoa cờ đỏ lỡ 18 ngày rồi nhá. Quá đẹp luôn. Xin chào Trần Văn Lộc. Chia sẻ cho anh cái nào Lộc nhớ lên. Xin chào bác Trần Quốc Dũng. Rồi xin cảm ơn Hoàng Tiến nha. Đấy. Hôm nay là có Trung Coi. Đấy, Trung Coi đến từ Phú Quốc đến em, thăm bác Tùng. Nhưng bác Tùng em Hải Phòng anh nha. Em bác Tùng vì lý do gọi là sức khỏe bác Tùng xin phép là nghỉ rồi. Anh Tùng là bị quá. Xin chào Nguyễn Sơn. Bác Tùng Nguyễn Sơn, bác Tùng chịu không nổi nữa rồi. Nguyễn Sơn giờ Nguyễn Sơn đây. Nguyễn Sơn chào. Hello Nguyễn Sơn nha. Hôm nay vắng bạn nên là tôi phải uống thêm vài chén vì bạn đấy. Lắng nặng vào xem mà anh vẫn nhớ réo tên em. Làm sao không réo được em? Nói chung là vẫn đẹp vẫn phê. Xin chào 2400 anh em. Đấy, cảm ơn anh em đã chia sẻ.
Đấy, mời anh em ngắm cây nhá, ngắm hoa nhá. Cây của anh em là người đang ngắm nha. Ok, chưa nghe được tiếng chưa Trần Văn Lộc? Có tiếng chưa em? Xin chào bác Quốc Trần. Đấy, chào anh em. Được chưa em? Có tiếng chưa Trần Văn Lộc? Lấy chụp đi em để mút quá trời kỳ chân thân này, chung coi này. Bật flash thì nó lại không thấy, không nhìn không rõ. Rồi xin chào bác Lê Văn Thoán. Cảm ơn bác. Chào anh em. Cây của bác Lê Đức Can quá tuyệt vời luôn. Một lùm luôn. Em nhìn có biết cây này là cây gì không? Mình ước có một bụi báo duy như thế, à bụi kinh bắc như thế này. Rút đọt đi anh hả? Ok em, xíu anh ra anh rút đọt kinh bắc. Nguyễn Hà đâu rồi nhỉ? Chào bạn Nguyễn Hà nhá. Nguyễn Hà có xem like không? Chậu bỏ di của Nguyễn Hà đây. Quá tuyệt vời luôn. Đọt 1 mét. 1, 2, 3, 4 kỳ. Thân mẹ không nói. Trần Văn Lộc có cây nào ở đây không em? Dễ là dễ, bám chậu luôn. Quá tuyệt vời. Trần Văn Lộc biết cây này cây gì không? Đụng lóc luôn. Cây này khoảng tầm 1m6, 1m7. Người đẹp không tên, rất là phê.
Chầu gỗ thay hết rồi em. Sẽ thay, từ từ sẽ thay nhá. Vinh Quang. Vinh Quang. Vinh Quang. Quá trời, một nguyên một dãy của bác Vinh Quang luôn. Vườn An Nguyễn Bảo Lam. Đức Hòa. Đức Hòa. Chí Phèo. Đó. Cây rất đẹp, rất phê. Cờ đỏ bế đem về đi anh. Cờ đỏ anh nhiều rồi em. Nguyễn Thành Yên. Nói chung bác Nguyễn Thành Yên là rất âm thầm, rất nhiều luôn. Võ Khương Duy. Đấy anh em thấy không, bác Tùng không lên like nhưng mà tem này, mấy tháng nay không lên like mà quá trời tem luôn. Cây gần như có tem hết rồi. Võ Khương Duy. Võ Khương Duy. Võ Khương Duy. Võ Khương Duy rất nhiều luôn. Quang Phạm. Gần như là tem có tên hết rồi. Nô cây của anh đâu hả? Nô cây của anh đâu, còn đâu anh mới nói nhá. Không mới tưới ra chứ chưa phun thuốc em. Anh em xem like xin cho một chút chia sẻ đi. Đấy, bây giờ ra mời anh em ra ngắm gọi là lại chạm mặt người rời thôn Đoan đây. Nhà đầu tư không kính bác nha. Trung coi. Lính phòng không. Với bấm không nút rất nhanh, chỉ cần bấm nút thôi. Đó. Giới thiệu cả nhà, đây là Trung coi. Lính phòng không. Phòng không có nghĩa là không có gì đấy anh ạ. Đấy, lính phòng không ấy. Có lẽ là bác Võ Khương Duy là Trung Quay à? Võ Khương Duy là quá nhiều luôn. Đấy giờ mình thấy là Võ Khương Duy là quá nhiều luôn. Toàn Võ Khương Duy thôi. Bác Tùng không lên like nhưng mà gần như là tem ghi tên hết rồi. Thảo Chi. Xin chào bác Minh Tâm nhá. Chào 15.000 anh em đang theo dõi livestream. Cây của bác Trần Nguyễn Hiền. Bảo Duy. Quá tuyệt vời. Kinh Bắc. Có anh em nào thích kinh Bắc không? Chốt luôn. Xin chào Diệp Minh Tuyền. Chào bác Nguyễn Văn Thắng. Xin chào 18.000 anh em. Mời cả nhà ngắm kinh Bắc. Đó, kinh Bắc phê không cả nhà? Kinh Bắc nhìn quá phê và quá mê.
Xin chào bác Phạm Gia Mão. Chào Phong Lê. Vườn này của bác Tùng Hói nha, bác Phạm Gia Mão. Chị bác phê cả nhà. Lát hả? Lát tính sau em. Lát nữa tính sau. Trần Văn Lộc thích kim bác không em? Chào bác Lập Vũ. Chào Trần Phương Bảo Duy. Kinh bác Long Khánh, Lê Đức Can. Xin chào 15.000 anh em đang theo dõi livestream nhá. Nói chung là bác Tùng chăm cây là quá tuyệt vời, quá phê. Cô Trúc, Nguyễn Hà. Đó. Nguyễn Hà có xem live stream không? Cây của Nguyễn Hà được khoảng gần 1 mét rồi. Chào Nguyễn Tiến. Xin chào 11.000 anh em đang theo dõi livestream nhá. Bác Tùng hôm nay là mệt rồi, bác Tùng không livestream được nữa. Đây là kiếm. Tác phẩm kiếm Phan Kiếm. Gần như là có tem và có tên hết. Đây là lính phòng không. Dày quá. Bên bộ phận tên lửa. Rất nhanh và rất gọn. Trung coi. Chúc quay chào cả nhà đấy. Hello cả nhà nha. Xin chào bác Lập Vũ. Chào Trần Văn Lộc. Xin chào cả nhà nhá. Xin phép cả nhà là mình kết thúc live stream. Tại vì điện thoại hết pin rồi. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.